gái rắc, Thiên An đã 2 tuổi, tối tối lại kể chuyện cổ tích cho mẹ nghe. Mẹ ơi. Ơi. Mẹ mở cho nó. Ăn gõ đi mẹ. À mở con sói hoàng khăn đỏ hả? Cô bé hoàng khăn đỏ chứ. Ok. Ok. Bây giờ con kể chuyện đi. Ngày xưa. Ngày xưa. Sao nữa? Đâu em bé này. Bà ơi. Đúng rồi. Con gái Thiên An và Jack, bé Son, hiện tại 2 tuổi, có ngoại hình dễ thương. Cô nhóc thường xuyên được tham gia làm mẫu ảnh, quay quảng cáo với mẹ. Được làm quen ống kính từ lúc khoảng 1 tuổi, Son rất rạng rỡ, tự tin trước ống kính. Thiên An còn khoe khoảnh khắc con gái của mình kể chuyện cổ tích ru mẹ ngủ vô cùng đáng yêu. Tuy vẫn đang tập nói và nhiều chữ phát âm chưa rõ nhưng không thể phủ nhận cô bé rất lạnh lợi. Nhưng câu chuyện cô bé kể lại nghe là lạ. Thay vì nói cô bé quàng khăn đỏ thì bé Son lại nói thành con sói quàng khăn đỏ, làm Thiên An nằm bên cạnh không khỏi nhịn cười. Mẹ ơi. Ơi. Mẹ mở cho nó. Ăn gõ đi mẹ. À mở con sói quàng khăn đỏ hả? Cô bé hoàng khăn đỏ chứ. Khi kể chuyện, Son cũng nhớ nhiều chi tiết trong chuyện, thậm chí còn giả tiếng sói kêu. Có một con gói một cái. Sao nữa? Có một con gói. Nhìn những hình ảnh này của Son dân tình không khỏi cảm thán rằng quá giống rắc như đúc từ một khuôn da. Trên trang cá nhân, Thiên An thường xuyên cập nhật hình ảnh đời thường, những khoảnh khắc tình cảm cùng con gái. Người đẹp cho biết cô quay lại làm việc sau 2 tháng sinh để trang trải kinh phí trong cuộc sống. Thiên An khẳng định chưa bao giờ hối hận vì những gì xảy ra trong quá khứ. Cô nàng còn cho Son tham gia đóng phim chung với cô ở một vài phân cảnh. Trong bộ phim Trên cả tình thân mà Thiên An đóng vai chính, bé Son xuất hiện trong phân cảnh diễn viên Milan, vai Ngọc Trâm, tưởng tượng về cuộc sống vất vả khi lập gia đình, có con nhỏ. Đạo diễn thể hiện sự vất vả của cuộc sống hôn nhân khi cho bé Son khóc khá nhiều. Theo nhà sản xuất, thời điểm ghi hình, bé Son được 16 tháng tuổi. Thiên An cho biết tác phẩm đánh dấu cột mốc lần đầu tham gia phim truyền hình của cô. Đây là kỷ niệm đáng nhớ với hai mẹ con để sau này có dịp nhìn lại, Thiên An nói. Trong cảnh quay khi thấy bé Son khóc nhiều, người đẹp cũng rất xót con vì lúc này bé Son khóc tự nhiên. Cảnh quay cũng diễn ra trong thời gian ngắn nên cô nhanh chóng dỗ dành con gái. Ở tuổi thứ 2, bé Son được nhận xét là một cô bé năng động, tinh nghịch. Nhóc tì cũng bắt đầu bộc lộ những năng khiếu nghệ thuật như làm mẫu nhí, ca hát, nhảy múa. Trước ống kính, ái nữ nhà Thiên An khiến nhiều người bất ngờ bởi độ dạn dĩ và khả năng tạo dáng chuyên nghiệp. Với tiềm năng vượt trội, con gái nữ diễn viên được dự đoán là ngôi sao nhí triển vọng của làng giải trí. Làm mẹ đơn thân, Thiên An nỗ lực làm nhiều công việc để kiếm thêm thu nhập nuôi con gái. Người đẹp chủ yếu làm mẫu ảnh, KOL và diễn viên. Cô khẳng định bên gia đình nam ca sĩ đã ngừng chu cấp cho hai mẹ con gần 1 năm qua. Dù không có nguồn trợ cấp khác, nữ diễn viên vẫn sống sung túc. Cô thường check-in tại những địa điểm xịn sò, mặc đồ hiệu hay đi xe sang chảnh. Qua thời điểm khó khăn, ba mẹ một con đã dần ổn định và hài lòng với cuộc sống hiện tại. Bấm nút theo dõi kênh nhé.